Hi, xin chào mọi người quay lại với Sophie Pro Channel. Là một video nữa trong chuỗi series những video tin tức rò rỉ công nghệ. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau bàn luận về một chiếc smartphone của Google với tên gọi là Google Pixel 6. Với sự thành công của Pixel 5 thì Google hé lộ sẽ ra mắt phiên bản kế nhiệm với bộ xử lý độc quyền và có thiết kế khác lạ so với những phiên bản trước. Nghe rất là hì hòi đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thôi. Như các bạn cũng thấy là Google liên tục làm mới giao diện của dòng Pixel smartphone trong nhiều năm qua. Vì vậy, việc Pixel 6 sẽ có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với những phiên bản tiền nhiệm là điều rất có thể. Dựa theo hình ảnh được chia sẻ rộng rãi gần đây nhất đến từ sự hợp tác của Trump Russell và tài khoản Render by Ian, một leaker chuyên rò rỉ tin công nghệ và một trang tin chuyên mô phỏng hình ảnh sản phẩm mới, thì Pixel 6 có thiết kế khá mới mẻ. Cụ thể thì chiếc smartphone này sẽ có một khối camera nằm ngang và nhô ra theo chiều rộng ở mặt lưng, phân chia mặt lưng thành 3 khối màu riêng biệt. Đồng thời có viền màn hình cực mỏng, sở hữu một camera trước nằm cân đối ở cạnh trên, một cảm biến vân tay ở bên trong màn hình và mặt sau được làm bằng kính. Bên cạnh những màu sắc được mô phỏng trong bản render này thì Brosser còn nhấn mạnh là Google sẽ có thêm tùy chọn màu trắng và màu vàng champagne. Ngoài ra, cùng với Pixel 6 thì John Brosser và Render by Ian cũng tiết lộ một phiên bản Pro của Pixel 6 có thiết kế và các tùy chọn màu sắc tương tự nhưng được trang bị thêm một camera sâu ở mặt lưng. Thêm vào đó thì nguồn tin đến từ AccountList cũng đăng tải một số hình ảnh mô phỏng khác của Google Pixel 6 với thiết kế gần giống như tài khoản Render by Ian, như là mặt lưng có 3 khối màu, camera sau nằm ngang theo chiều rộng, camera trước nằm cân đối cạnh trên, cùng các tùy chọn màu sắc tương tự. Tuy nhiên với render này thì Pixel 6 hơi góc cạnh hơn và có viền bezel lớn hơn một chút. Ngoài ra thì trang tin này còn bổ sung thêm rằng model Pixel 6 Pro sẽ được nâng cấp lên màn hình AMOLED cong 6.67 inch, hỗ trợ loa âm thanh nổi, có kích thước tổng thể là 16.39 x 7.58 cm đối với chiều dài và rộng, và dài tầm 0.89 cm lên đến 1.15 cm nếu tính cả phần camera sau. Trong khi đó thì Pixel 6 dự kiến có màn hình phẳng 6.4 inch. Có thể nói thì dòng Pixel của Google luôn nhận được những phản hồi tích cực về chất lượng camera. Và tất nhiên trong lần quay trở lại này, Pixel 6 dự kiến sẽ không phá vỡ ngôn ngữ thiết kế đó. Dựa vào hình ảnh hé lộ từ Render by Ian, Pixel 6 có 2 camera sau, trong khi Pixel 6 Pro có 3 camera sau. Theo test radar thì 3 camera sau trên 6 Pro dự kiến sẽ có một camera góc rộng, một tele camera và một camera góc siêu rộng. Thông tin này được đánh giá là rất gần gũi với nghiên mẫu của Google. Trước đó, nhà phân tích Webpack cũng từng xác nhận rằng Pixel 6 Pro sẽ được xuất xưởng với một camera chính 8 megapixel, zoom quang học 5x và một camera góc siêu rộng. Bên cạnh đó thì cam trước của Pixel 6 cũng được cho là sẽ hỗ trợ quay video 4K. Ngoài những thay đổi về thiết kế thì Google cũng được kỳ vọng là sẽ có những sự nâng cấp đáng kể cho bộ xử lý bên trong của dòng Pixel phone này. Đây cũng là lý do vì sao mà Pixel 6 được dự đoán là một trong những chiếc flagship Pixel phone của năm 2021. Nếu bạn đã xài qua Pixel 5 hoặc là tìm hiểu về dòng này rồi thì cũng biết rằng là Google đã lựa chọn chip Snapdragon 765G 8 nhân, một con chip giá phải chăng nhưng có hiệu suất không mạnh mẽ bằng Series 8 của Qualcomm, để trang bị cho con máy này. Nếu tiếp tục đồng hành với Silicon Qualcomm trong năm nay, việc Google lựa chọn Snapdragon 888 là không khó để dự đoán. Được biết thì 888 hiện là chip Snapdragon mạnh nhất hiện nay, cung cấp sức mạnh cho nhiều dòng smartphone hot nhất thời điểm hiện tại như là Galaxy S21 hay là OnePlus 9. Tuy nhiên thì điều đặc biệt nằm ở phiên bản kế nhiệm Pixel 5 này đó chính là việc trang bị chipset. Và giả khổng lồ công nghệ Google được cho là đang có hướng đi hoàn toàn mới và chưa từng làm trước đó. Cụ thể thì nhiều chuyên gia và trang tin công nghệ đang đồng tình với quan điểm cho rằng Pixel 6 sẽ sử dụng chipset nội bộ có tên mã là Whitechapel, đồng phát triển bởi Google và Samsung. Theo đó thì Whitechapel được mô phỏng là một loại bộ vi xử lý dựa trên tiến trình 5 nanomet, tập trung chủ yếu vào trí tuệ nhân tạo AI và công cụ máy học Machine Learning. Đồng thời, đây cũng được cho là dòng chipset sẽ trở thành đối thủ của Snapdragon 870 về mặt hiệu năng trong thời gian đến. Tuy nhiên, cũng có một nguồn tin khác cho rằng không ngoại trừ trường hợp là Pixel 6 sẽ sử dụng chipset Snapdragon 780G, dòng chip từng được trang bị lần đầu tiên trên Xiaomi Mi 11 Lite 5G, và hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến lớn về hiệu suất cũng như là khả năng chụp ảnh trong môi trường ít ánh sáng tốt hơn phiên bản Pixel 5. Xét về tính năng thì dựa trên Android 12 Beta được đăng tải gần đây, nhiều nhà phân tích cho rằng Pixel 6 sẽ được bổ sung thêm tính năng sử dụng bằng một tay, giúp cho người dùng dễ dàng điều hướng cũng như là tương tác bằng một tay khi sử dụng máy. Đồng thời thì bản Beta này cũng một lần nữa khẳng định lại độ chính xác của thông tin mà John Brosser đã chia sẻ trước đó, cho rằng thì Pixel thế hệ mới sẽ được trang bị cảm biến vân tay bên trong màn hình. Ngoài ra thì test radar còn nhận định là Pixel 6 có khả năng cao sẽ được trang bị UWB hoặc là công nghệ băng thông siêu rộng nhằm hỗ trợ kết nối và theo dõi vị trí của một số thiết bị khác trong phạm vi hẹp. Nói về thời lượng pin thì Pixel 6 Pro được trang bị lượng pin lên đến 5000 mAh, trong khi đó thì Pixel 6 được trang bị lượng pin là 4500 mAh và cả hai thiết bị này đều được trang bị sạc không dây. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về ngày ra mắt của thiết bị flagship Pixel phone này. Theo dựa trên những thông tin mà Tech Radar hé lộ gần đây,
Google Pixel 6 được cho sẽ chính thức trình làng vào tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng là Google sẽ đẩy lùi ngày ra mắt nếu bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip trên toàn cầu. Dự kiến muộn nhất là rơi vào tháng 11. Không phải phân tích của Techradar thì Leakermark Webpack cũng từng đăng tải lịch trình tương tự, cho rằng Pixel 6 và Pixel 6 Pro sẽ được lên kệ vào tháng 10, hoặc chậm nhất là tháng 11 năm nay. Thông tin trên được xác nhận là có độ tin cậy cao vì trong những năm gần đây, Google có xu hướng là ra mắt sản phẩm của mình vào dịp cuối năm và gần đây nhất chính là Google Pixel 5 ra mắt vào ngày 30 tháng 9 năm ngoái. Nói về giá bán thì có một chút xíu gì đó khó đoán. Như các bạn cũng biết thì Pixel 3 và Pixel 4 là những sản phẩm cao cấp, trong khi đó thì Pixel 5 hướng đến phân khúc tầm trung, do đó rất ít những thông tin chia sẻ về giá bán của chiếc Pixel 6. Google thường có xu hướng gắn với những sự thay đổi mới ít nhất là 2 năm để xác định chính xác độ khả thi, thành công hay không thành công của một dự án. Vì vậy, có nhiều dự đoán cho rằng Pixel 6 có khả năng sẽ có giá tương đồng với Pixel 5 là 699 đô. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong những thông tin mới nhất về chiếc Google Pixel 6. Và như thường lệ, hãy like và subscribe kênh để ủng hộ Sophie Pro nha. Bây giờ thì, chào tạm biệt mọi người.